chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi The Jungle Resort and Casino. Số ba với các món ngon xứ Huế 7148918028. Mai Phương Beauty and Wellness Center xăm phun thêu tán bột chân mày mí mắt nguyên môi với nữ tài tử Mai Phương 25 năm kinh nghiệm 7148398121. Tế bào gốc Biola Cell, tinh hoa của đất trời, đẹp da, mọc tóc, giảm cân, nữ tài tử Mai Phương, đại diện độc quyền 714 839 -8121. Chúng tôi cần đại lý khắp nơi. Pala Casino Spa and Resort, mời quý khách trải nghiệm 5 yếu tố phong thủy thắng lợi. Anh Tuấn, Hoàng Trần Thùy xin trân trọng kính chào quý khán giả Chào đón quý vị đến với chương trình phát hình live của Little Saigon TV Trên bàn tầng 57.7 hệ thống Galaxy 19 Một ngày thứ ba và trời rất đẹp trong ngày hôm nay 21 tháng 6 năm 2016 Và mùa hè đã chính thức đến với chúng ta rồi Anh Tuấn, hôm nay thì thời tiết chắc chắn là không còn nóng như ngày hôm qua nữa à, Dạ thưa anh, và con tim đã vui ừ. trở lại à. Ít nhất là cho tới ngày hôm nay yeah. Sau khi mà ngày hôm qua chúng tôi Những ai đang ở khu vực Nam California Nhà có một vài quý khán thính giả cho biết là ở ngoài nhà của họ đó họ đo được con số 105 độ. 105 là ít á, là hơn 100 mười mấy độ luôn nữa. Đây là hình Trong ảnh Trong xe của anh Tuấn đó phải không? Đây là hình ảnh mà gần khu vực nhà em wow. giáp ranh ga và Anaheim 113 độ vào lúc 2 30 phút trưa thưa anh. 2 giờ 30 phút trưa. Ồ, oh, cái hoàng. nóng cái nóng mà nó hanh khô cộng với gió anh, cái gió gió tây đó gió nồng yeah. đó nó làm mình khó chịu lắm à. nhưng mà thưa quý vị ngày hôm nay thì nhiệt độ đã giảm xuống một cách rất là đáng kể yeah. cao nhất trong ngày chỉ vào khoảng 83 độ wow. vào ban ngày Mát xuống cái 20 độ hơn tại sao lại nhiều có sự lắm trên á. lịch trên lịch dễ sợ luôn lắm nhưng mà thưa quý vị quý vị hãy tận hưởng những cái giờ phút quý báu này đi Tại vì sẽ không lâu đâu thưa quý vị Cuối tuần này lại thêm một đợt nóng Lên tới ba con số hơn 100 độ Lại ảnh hưởng tại các khu vực Nam California Thêm một lần nữa kính thưa quý vị Nhiệt độ ngày hôm nay 83 độ Ngày mai 88 Thứ năm 85 Và cuối tuần này có thể lên tới 92 độ à, Kèm theo với những cơn gió nhẹ từ 5 cho tới 10 dặm mỗi giờ Trong khi đó thì những cái cơn cháy Những cái vụ cháy ở ngay tại San Santa Barbara, Sepra County. Vào sáng ngày hôm nay thì các lực lượng cứu hỏa họ vẫn đang tiếp tục với nhiệm vụ đó là kiểm soát. Mặc dù ở trên cái vùng đồi cao của vùng Santa Barbara lên có những cái trận gió nồm lên tới 50 dặm mỗi giờ làm cho cái khả năng mà kiểm soát những cái ngọn lửa này trở nên khó khăn hơn. Trong khi đó vào ngày hôm qua ngay tại phía đông của Los Angeles, tức là phía bắc của West Covina thì cũng đã có hai vụ cháy đã à, nổ lên ngay tại đây thưa quý vị. Hai vụ cháy có tên là Reservoir và Fish Fire cho tới vào buổi sáng ngày hôm nay đã có ít nhất là 5.400 mẫu đức ngay tại hai vụ cháy này đã bị thiêu rụi. Những quý khán giả nào ở ngay tại uh, Singapore hay là uh, Pasadena có thể nhìn thấy lửa và khói bốc lên từ những cái ngọn dưới chân đồi này thưa quý vị và vào buổi sáng ngày hôm nay xa lộ số 39 bắc ngang khu vực này cũng đã bị đóng cửa. Hàng trăm những ngôi nhà đã buộc bắt buộc phải di tản bởi vì họ lo ngại là đám cháy sẽ còn lan rộng. Tin tức chúng tôi cũng sẽ cập nhật với quý vị vào ngày mai về hai vụ cháy ngay tại Los Angeles, vụ cháy ngay tại Santa Barbara cũng giống như là ở gần biên giới giữa Mỹ Tây Cơ và Hoa Kỳ cũng đã xảy ra một vụ cháy rất là lớn có một điều chúng tôi ghi nhận sung sướng nhất ở miền Nam California và cả California nữa so với Las Vegas, Arizona, Texas, uh, New Mexico, những nơi có cái nhiệt độ mùa hè đó, ban ngày thí dụ 100 độ thì ban đêm cũng khoảng chín mươi mấy độ. Nó không có khác biệt bao nhiêu hết trơn, yeah. nhiều lắm là 10 độ. Nhưng mà riêng với nhìn vào cái thời tiết này thì ngay ban ngày 110 độ, 115 độ. Nhưng mà buổi tối chúng tôi bước ra đường vô cùng vui sướng. Xuống còn có ừ. 70 độ thôi yeah. và yeah. mát hẳn luôn. Tối hôm qua chúng tôi không phải mở máy lạnh nữa, dạ. cứ để gió ở bên ngoài thổi vào trong nhà Phạm Hoang Tuấn. Dạ, vâng. Và chúng ta nhìn thấy các con số này cũng thấy rõ luôn đó. Ngay cả khi thứ hai thứ ba là 100 độ nhưng buổi tối quý vị như có thể tưởng tượng không? Ban ngày ban đêm khác nhau tới 30 độ cho nên đó là một cái điểm mà phải nói rằng quá sung sướng ở California này. chứ còn yeah. ở những nơi khác Arizona từ sáng tối đó, giờ được xem khi mà anh đi trên đường anh thủy hay quý vị khán giả để ý đó à, cơ quan điện lực đó người ta làm việc hết sức tối đa. Đúng tại rồi. vì những uh, bị quá tải yeah. nhà nào cũng mở mấy là nhà nào yeah. cũng mở những cái thiết bị điện vào trong mùa nóng này. bởi vậy nên à, vào ngày hôm qua cũng đã có một số những cái khu vực à, ngay tại quận Cam đó cũng đã bị mất điện nhưng mà tuy nhiên thì cái à, việc này người ta đã khắc phục một cách rất Được. là nhanh chóng. Trong cái đó tình hình tài chính à, diễn biến như thế nào và khiến một người quản trị tài chính đầu tư của một công ty ở New York đã phải tự tử thưa quý vị. Thị trường tài chính lên xuống rất là nhiều và trong ngày hôm nay một lần nữa giới đầu tư có vẻ tin tưởng vào cái việc là nước Anh sẽ không rời bỏ Liên Hiệp Âu Châu. Chính vì thế Dow Jones tiếp tục lên ngày hôm nay 17.842 điểm lên được 37.7. À, S&P 500 lên được 5 điểm, Nasdaq lên được 3 điểm thêm nhường nhưng mà ít nhất còn hơn là không có lên trong khi đó thì giới đầu tư cũng quan tâm đến việc bà chủ tịch quỹ dự trữ liên bang Hoa Kỳ Janet Yellen sẽ có những nhận định liên quan đến việc tăng phân lợi hay không à, chính vì hai điểm này mà giới đầu tư hai điểm có nghĩa là một là bà Janet hay là Brexit à, chính vì thế mà giới đầu tư vẫn còn quan tâm lắm thế nhưng vàng thì đã bị giới đầu tư bán tháo trong ngày hôm nay họ đã bán tháo vàng để kiếm lời hôm nay là giới đầu tư bán tháo vàng để kiếm lời và dùng số tiền đó có thể đầu tư vào các cổ phiếu rẻ hơn. Vàng hồi nãy xuống hơn 20 đồng, bây giờ thì xuống gần 20 đồng, 19 đồng 80 cent, 1272 đồng 30 cent, dầu xuống 1 đồng 3, 48 đồng 37 cent. Đây là khuôn mặt của một người quản trị nguồn đầu tư tài chính cho những ai muốn đầu tư ở New York. Đây là ông Sanjay Valvani, mới 44 tuổi. Mới đây, uh, phe công tố Hoa Kỳ ở New York đã ra một đơn kiện truy tố ông. Ông đang làm việc cho công ty Visium Asset Management. Đây là công ty ở có trụ sở ở New York và vào năm ngoái đã quản trị nguồn tài chính lên đến 8 tỷ đô la của cả hàng ngàn người đầu tư. Thí à, dụ như là anh Tuấn có một vài triệu đô la muốn bỏ tiền đầu tư thì anh Tuấn không muốn tự mình bởi vì sợ mất tiền đó. Yeah. Mới nhờ một cái công ty Visium đầu tư. Anh Tuấn bỏ vào đó thì vừa nghe nói là một người quản trị viên là Sanjay Vavani 44 tuổi anh này đã cho tiền hối lộ một nhân viên làm việc trong cơ quan FDA, cơ quan quản trị uh, dược phẩm và thực phẩm á, Và cái người đó mới cung cấp cho anh những cái tin tức liên quan đến các loại thuốc nào sẽ được chuẩn thuận trong tương lai. Ừ. Và dựa vào đó wow. anh đổ tiền đi mua cổ phiếu của những công ty đó yeah. và kiếm lời lên tới số tiền 32 triệu Mỹ kim. Wow. lời 32 triệu Mỹ wow. Kinh anh đã nắm được năm ngoái đó nhưng bây giờ thì người uh, phe công tố đã tìm thấy những cái sơ hở này uh, chúng tôi trở lại ngay với cái bản tin này và cho thấy rằng là uh, những có nhiều người uh, chỉ cần một lầm lỗi là vối lộ thôi mà cuối cùng là phải tự tử bởi vì sự nghiệp không còn nữa. Chúng tôi trở lại ngay sau phần quảng cáo kính mời quý khán giả cùng theo dõi. tìm sự cân bằng hoàn hảo với sự sang trọng bốn kim cương tại phía bắc San Diego. Palace Casino Spa and Resort